lấy em đi em. Đừng có tin cô, đừng có tin cô. Cô nói tào lao đấy. So AM hay PM? PM. Are you sure? Are you sure? Oh, okay. Mr. Tai, what time did he get up? He, chứ mà là ai? He. He get up. Có ngày nhưng mà quên mất giờ rồi hả? Okay, what time do you get up? Wait. At 6 a.m. Có ngày được nhưng mà chắc quen. And what time did he have lunch? Tới. He has lunch at 12 a.m. At 12. And what time did he have breakfast? No. No? Yeah. Really? Oh. What time did he have dinner? No. Oh, no? Yeah. Oh, okay. And what time did he get into the office? No, right? No, right? He goes to the office. Oh, really? Oh, okay, good, good. Miss Tai, what time did he go to bed? I know. What time did he go into the office? What time did he go into the office? At 8 a.m. And what time did he have lunch? He had lunch at 12 p.m. And what time did he have dinner? No. I know. What time did he have breakfast? No. I know. Okay, thank you. Huh? What time did he wake up? He woke up at 6 a.m. What time did he take shower? No, có nhớ sao sao không hả? Okay. What time did he take the bus? I think it's 7 a.m. Yes or no? 7 a.m. right? No? Oh, no. Okay, good. What time did he have lunch? He had lunch at 12 p.m. Okay, good boy. All right, so you remember all of the words? Đó là một số cái hoạt động, cái cụm từ routine hàng ngày của mọi người. Nhớ nha. Rồi, thế bây giờ nhá. Nó có một số cái như thế này. Đầu tiên người ta gọi là chết. So, quen cho mọi người break time rồi. Hôm nay có break time này. Nhá, có book break time không? Yes or no? No. Thôi học luôn nha, sẽ học luôn nha. Quen mất, hôm nay đi quen mất. Có mẹ đâu, có mẹ đâu, có cầm break time không? Ok, rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ học một cái có thể thầy đã nói rồi, người ta gọi là cái trạng từ tần suất. Hồi nãy để ý thì có hai bạn này vẫn có nói này, bạn hay dùng usually đó. Mình có là gì hè, cái người ta gọi là trạng từ tần suất là kiểu thường xuyên, thỉnh thoảng, hiếm khi, ít khi đồ đó. Có thấy thầy nói chưa, hôm bữa thầy nói chưa? Tại hoặc chưa nói đúng không? Rồi, thế bây giờ mình sẽ học cái đó nhé. Bởi vì á, cái đó sẽ dùng khi mà mình giao tiếp, mình nói là mình muốn nói là tôi thường cái gì đó, tôi thỉnh thoảng cái gì đó, mình sẽ dùng cái đó. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ nói theo tốc độ mạnh nhất, xong dũng dàng nhé. Đầu tiên là luôn luôn. Bạn nào biết luôn luôn là gì hả? Luôn luôn. Always. Rồi, cái này cả lớp kia cô hết nha. Always. Always có nghĩa là gì hả? Luôn luôn nhá. Tiếp theo, bớt đi một bậc là gì hả? Chưa. Usually là usually là rồi, bớt lại xí nữa thì là gì nè? Often. Cái từ này người thì họ đọc often, người thì người ta đọc often. Hầu hết thì 70% người ta đọc often, nhưng mà vẫn còn ở đâu đó họ đọc often.
Chua lắm. Chua. Thế chua là một chút, một tí mà. Yeah.